Việc băn khoăn là nếu như mình chọn 420, 422, 422 hay là 154 thì cái ví nó sẽ mỏng đi. Cái ví nó mỏng đi. Còn nếu như các bác mà chọn cái âm ly Zapco 156 này thì ví nó sẽ dày lên. Đấy, còn hay hay dở thì có khi là mình lên nhạc thì mình mới được nghe. Em Kim Cao xin kính chào các bác. Hôm nay em chia sẻ với các bác về cái cấu hình âm thanh ở trên chiếc xe CX-5, Mazda CX-5 của Sài Gòn Cao Audio mới đạt giải Kinh Hợp Sao, Best Hợp Sao tại cuộc thi EMA năm 2022. Thì nếu như mà làm theo đúng cái cấu hình của Sài Gòn Ca thì đúng là tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên mà bê cả cái cấu hình như về mà mình áp dụng vào thực tế thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là về cái cấu hình nó phải phù hợp với xe. Nghĩa là cái bác chủ xe, bác cái đầu tư là cái chỗ để và xe sedan hoặc là xe SUV. Vâng, thì quan trọng nó là cái chỗ để, bởi vì những cái âm ly này nó quá to và quá dài. Đấy, thì đây là cái âm ly Z400.2 ở Sài Gòn Cao sẽ dùng Class AB và Audio Phase. Âm hai kênh này là 400W. Âm ly này nó sẽ kéo cho một đôi loa thép. Một cái âm ly này kéo cho một đôi loa mít. Một âm ly này kéo cho đôi loa mít bát. Và một đôi âm ly này kéo cho súp nữa. Tại vì sao súp cũng dùng âm ly này luôn. Súp thì nếu như mình dùng cho âm ly này, nó là âm ly stereo, thì nó cái hiệu ứng của cái súp nó sẽ tốt hơn là mình dùng âm ly mono. Tuy nhiên mà để khai thác được cái công suất thì cái 400.2 này có khả năng phải đưa về một kênh thì mình sẽ chập cầu lại để đánh súp. Đấy, thì về đánh súp là mình sẽ phải chập cầu. Rồi, tiếp theo là bây giờ mình sẽ biến hóa cái cấu hình này. Nếu như mà bác chủ xe mà bỏ ghế thì mình có thể dùng được đúng như cấu hình Best Hợp Sao của Sài Gòn Ca, đó là dùng 4 cái âm ly 400.2 để kéo cho cái hệ thống loa SB8000. Cái cấu hình này để làm sao mà mình cho nó phù hợp nhất với xe, với chi phí đầu tư và cái cách chơi. Thì nếu như mình mang được cả cái Best Hợp Sao về mình là làm thì nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên mình sẽ thay đổi. Nhiều cái thông tin này là em thấy rất là hữu ích. Có nghĩa là đối với một âm ly nó chỉ có một chức năng thôi, đó là đưa cái phiên công suất và nó mặc định. Ví dụ như em chỉ cho 75 kênh thôi. Chứ một số cái âm ly mà nó cho mình bridge, có nghĩa là mình cho mình linh hoạt trong cái việc đấu nối. Thì em nói ví dụ âm ly này nó cho mình bridge thì mình đánh súp. Vâng, âm ly 2 kênh là 400.2 nhưng mình có thể đấu được 3 loa. Mình x over lên qua thì mình sẽ đấu được 3 loa. Đấy, hoặc là cái âm ly 150.4 thì 4 kênh thì mình có thể chập về 2 kênh. Thì 2 kênh thì nó sẽ có vấn đề khai thác là 4 ôm hoặc là 2 ôm. Thì tùy cách đấu nối, thì nếu như mấy cấu hình nó bị thay đổi thì mình có thể chuyển tùy biến. Thì đây là những cái âm ly chuyên dụng và nó có cho phép chập cầu và nó khai thác ở cái theo cấu hình của mình làm sao cho hợp lý nhất. Thì cái tính năng này thì đa phần là những cái âm ly cao cấp nó sẽ có. Và chập cầu ấy, thì nó khai thác được là cái mạch. Chập cầu hay hay dở thì đương nhiên là nó cộng công suất, nhưng nó cộng như thế nào thì nó phải do cái mạch được thiết kế mở rộng. Đó, thì mạch thiết kế được mở rộng thì bao gồm là khi chập cầu vào thì cái công suất nó phải đáp ứng lớn hơn. Thì cho nên cái phần nguồn nó phải tốt. Đó, phần nguồn nó phải đáp ứng, mọi thứ nó ăn theo. Thì cái này là cái phần mở rộng, là đối với những cái âm ly mà chuyên cho cái dòng high end như thế này thì là làm rất tốt cái việc đó. Vâng. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với các bác là mình sẽ đưa về những cấu hình âm thanh phù hợp. Bây giờ mình có thể dùng 200.2, 200.2, 200.2, nghĩa là 3 con 200.2 là đánh một cái bộ Huawei. Có nghĩa là 200W mình sẽ kéo ở cái loa tép, 200W là mình sẽ khai thác ở cái cặp loa mid. Vâng. Đấy là một cách. Cách thứ hai đó là mình sẽ dùng một cái âm ly 150.4. 150.4 và 400.2. Cái này em thấy ok. Đây là âm ly 150.4. Là 4 kênh. 4 kênh cộng với cái âm ly 2 kênh này. Thì hai cái âm ly này là kết hợp là đánh được bộ Huawei ở phía trên. Thì cái âm ly 150.4 này là mình sẽ kéo là hai loa tép, hai loa mid, còn cái này đánh mid bass. Thì mục đích để như vậy là mình sẽ khai thác được cái trung trầm rất là tốt, bởi vì cái công suất cái loa bass bao giờ cái biên độ dao động nó lớn, cho nên nó cần một cái sự công suất lớn hơn. Và bản chất là cái loa, cái vòng dây rồi là nâm châm nó to hơn. Thì nếu như mà đa phần trong các bộ loa thì cái ngốn công suất nhất
đối với bộ loa Chiway, đó là cái ông loa Midbass. Đó. Rồi. Thế thì đấy là cấu hình thứ hai. Đấy, đấy cấu hình thứ ba. Cấu hình thứ ba là mình có thể dùng hai con 150.4, có nghĩa là 8 kênh. Có nghĩa là hai cái này. Hai là 150.4, 8 kênh thì mình chập cầu vào. Chập cầu của một cái thì cái này là 4. Cái này là 2 thì chập vào 4 kênh chập vào thành 2 thì cái này chập vào nó thành là 300W. Nó thua cái này một tí. Cái này là 400W, nhưng cái này là 300W, nhưng tuy nhiên thì chi phí nó sẽ rẻ hơn. Thì hai cái này thì đánh cái bộ loa ba way. Vâng, ba way bao gồm tép, mid và mid bass. Thế thì cái này là 300W. Như vậy thì cái 300W này mình đưa vào khai thác loa cánh. Chứ còn cái này giữ nguyên. Rồi, đấy là cách thứ ba. Cách thứ tư. Cách thứ tư là mình sẽ tiết kiệm chi phí. Cách này một là tiết kiệm chi phí, hai là tối ưu diện tích, và cái việc thứ ba đó là cái chỗ để. Cái chỗ để là bây giờ là nếu mà các bác mà ví dụ em ví dụ như đang làm cái xe VinFast này đi, mà mình chơi tất cái cốp đồ này thì ok. Đấy là mình sắp xếp cái gì nó cũng gọn gàng, nó đẹp, và là mình có thể thêm cái âm ly này âm ly kia đều được. Nhưng tuy nhiên là mình lắp đặt như gym để mình hoàn thiện cho nó cái xe, là mình còn cái không gian cái cốp để đồ, còn đi du lịch, còn đi thể thao, còn chở đông người, thì mình có thể dùng cái này. Đây ly này 6 kênh thì bao gồm là đủ kéo hết cái dàn loa ba way ở phía trên, 2 kênh cho tép, 2 kênh cho mid và 2 kênh cho mid bass. Thì tổng cái 6 kênh này là 6 × 150. Đó, cái âm ly này 6 × 150. Đây của nó là 150.6, cũng là dòng gold hết. Vâng. Thế thì nếu như mà chơi theo cái phong cách này thì là rất là gọn gàng. Và đa phần ở ngoài miền Bắc ấy, thì các bác hay chọn phương án này, bởi vì là mình sẽ tiết kiệm cái không gian và để đồ. Thế thì ở cái cấu hình này là bác chủ xe cũng đang rất là băn khoăn. Việc băn khoăn là nếu như mình chọn 400.2 hay là 150.4 thì cái ví nó sẽ mỏng đi. Cái ví nó mỏng đi. Còn nếu như các bác mà chọn cái âm ly Zapco 150.6 này thì ví nó sẽ dày lên. Vâng. Đấy, còn hay hay dở thì có khi là mình lên nhạc thì mình mới được nghe. Nhưng mà nó sẽ kéo theo. Nếu như mình chơi 400.2 ba cái âm ly thì cái phần dây nguồn này, cầu chì này, dây loa này, dây tín hiệu này là nó đội lên, bởi vì nó phải kết nối rất nhiều. Nhưng nếu như mình chơi một con 150.6 này thì cái dây AV nó vẫn là đưa về dây nguồn, nó chỉ có ngắn đi, và dây loa thì nó vẫn vậy, nhưng mà tuy nhiên là cái khoảng cách và cái kết nối nó sẽ ngắn lại và nó sẽ giảm chi phí đi. Đó là một số cái chia sẻ của em về cái cấu hình Sài Gòn Cao Đua Bét Đào Sao ứng dụng vào thực tế. Thì hiện tại ở trên cái xe này là em đang hoàn thành với cấu hình có thể là bác ấy sẽ bỏ ghế. Vâng, bây giờ đi dây hết có thể là bác ấy sẽ bỏ ghế. Cái vấn đề đấy không phải là vấn đề về tài chính, mà vấn đề là vấn đề bác ấy tính toán được cái cốp, sẽ tối ưu cái cốp. Vấn đề thứ hai là mình có thể dùng hai cái âm ly này, và có thể dùng một âm ly 150.6, và còn lại mình dành thời gian là mình sẽ nâng cấp về sau. Đã. Rồi đấy là xong về cái phần âm ly. Cái phần tiếp theo em sẽ giới thiệu với các bác ở đây là cái phần DSP. Thì nếu như mà các bác chơi cái DSP của Zapco này, cái DSP Zapco 16 kênh, thì cái này nó có rất là lợi thế. Nếu như mà ở trên cái xe của Sài Gòn K là nó không có chơi thêm cái đầu phát gì cả, đoạn giải. Thì lợi thế thứ nhất là cái này nó độ phân giải HD và HD Audio Player, là nó đưa luôn cái tín hiệu trực tiếp cắm thẳng cái nguồn USB vào cái DSP, dẫn đến nó tiết kiệm được cái nguồn phát, tiết kiệm được cái dây kết nối và không làm suy hao. Đó. Cả đó là cái function, mà cái tính năng rất là hay. Rồi. Nhưng mà nếu như mà các bác mà chơi chuyển về gọi là 150.6 là cái âm ly này, thì mình có thể giảm này. Vâng. Nhưng mà để mà đánh được cả đằng sau, có thể đánh nguyên cái dàn đằng trước thôi, còn đằng sau thì các bác vẫn phải thêm âm ly để đánh hai loa cánh sau. Đó. Thì mình sẽ chuyển về tối ưu hơn là mình sẽ chơi cái DSP Z84 này. Đó, thì chi phí nó sẽ giảm đi. Như vậy thì ở đây là em thường tư vấn cho các bác là một cái hệ thống âm thanh ngoài cái cấu hình ra thì nó phải phù hợp. Có nghĩa là mình giảm là mình giảm tất, mình tăng là mình tăng tất, để đạt được một cái hiệu âm thanh phối ghép hài hòa chất âm và vị trí, cái số tiền phải chi phí phải bỏ ra, và thời gian thi công cũng như là cái không gian để setup đồ sẽ đạt được những tiêu chí như vậy. Còn một cái phần nữa là đối với cái phần nguồn và cái phần dây loa, phần dây AV, thì
Thì ở đây là trong cái cấu hình của này thì mình có thể đi cáp quang, mình có thể đi RCA, cái đường bông sen đó, mình có thể đi coaxial và mình có thể đi đường high level. Nhưng tuy nhiên là ở cái shop của em thì em ưu tiên là dùng cái phần đi đường RCA là chính. Còn lại thì một số cái trong các cái thiết bị mà mình đấu nối thì mình có thể đi đường cáp quang, hoặc là đi đường high level, hoặc là đi đường coaxial. Thì cái đấy là tùy từng cấu hình và tùy từng cái mục đích sử dụng trong cái việc đấu nối âm thanh. Và em sẽ vừa mới chia sẻ với Quác về cái hệ thống âm thanh trên chiếc xe Mazda CX-5 với cái cấu hình mà mình áp dụng vào thực tế để mình nâng cấp cho chiếc xe của mình, và hẹn các bác trong những clip tới. Và sau khi em hoàn thiện chiếc xe này, hẹn các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái kênh YouTube của Kim Car Audio, và chúc các bác nghe nhạc vui vẻ. Cảm ơn các bác.